Na xin vài phút để share cái live stream của Na ha. Rồi Na sẽ bắt đầu vào live stream để nói chuyện với cả nhà nhé. Hello cả nhà. Hiện tại hôm nay á đã là 29 tháng 11 rồi. Thì chỉ còn ngày mai nữa thôi là hết tháng 11 và sẽ qua đến tháng 12 và chỉ trong còn 24 25 ngày nữa là đã tới Tết Noel nè. Và chỉ còn 2 tháng nữa thì đã bắt đầu tới chỉ còn 1 tháng nữa là Tết Tết Tây nè và 2 tháng nữa thì đã tới Tết ta rồi. Thì trong năm á ai cũng bận rộn để mà lo toan công việc, để mà kiếm tiền cho lo toan cho cuộc sống. Thì cái mùa này sẽ là cái mùa mà thường là mùa lễ Tết sẽ là những cái mùa mà mọi người sẽ đi chơi, làm đẹp, đi du lịch, và sẽ là mùa mà sau tới cái mùa Tết sẽ là cái mùa mà quây quần bên gặp bạn bè, đi chơi, đi du xuân vân vân. Thì cái nhu cầu ngoại hình á cũng rất là quan trọng, bởi vì nếu như mà cái làn da các bạn đẹp á thì các bạn cũng sẽ tạo ấn tượng và mình cũng tự tin chính mình nè. Rồi khi làn da trắng sáng thì cũng sẽ không có bị kén những cái kiểu quần áo mặc, và khi mà làn da đẹp thì mình cũng tự tin khi mà gặp và tiếp xúc những cái người xung quanh, đúng không ạ? Cảm ơn cả nhà đã thả tim thả like ha. Thì hôm nay Na làm cái Na sẽ Đa Na có nói là sẽ cuối năm thì Na sẽ cố gắng dành thời gian để live stream nhiều hơn. Vì live stream nhiều thì để cho những bạn nào mà có nhu cầu mà muốn hỏi về những cái làm đẹp thì Na sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn luôn, và những các bạn sẽ cũng sẽ coi được luôn. Thì hiện tại bên Mina Beauty của Na đã có được tới 28 sản phẩm về làm đẹp da, liên quan tới tóc nè, liên quan tới da mặt, liên quan tới da body, liên quan tới vóc dáng. Và vì vậy thì nếu như bạn nào có nhu cầu cần thì hãy liên hệ tới ngay Mina nha. Và còn ở spa của Na thì Na cũng có làm về những cái liệu trình chuyên sâu điều trị mụn, những cái liệu trình chuyên sâu điều trị nám, rỗ, tàn nhang, lỗ chân lông to vân vân. Thì các bạn hãy tham khảo những cái dịch vụ bên Mina Beauty Spa nữa nhé. Nhắc nhỏ một xíu là hết ngày mai sẽ là hết những cái khuyến mãi, như là mua nhiều tính tiền ít, mua 5 thì chỉ có tính 4 thôi, mua 7 thì chỉ có tính 5, và mua 10 thì chỉ có tính 7. Cho nên là cả nhà nếu như bạn nào mà muốn dùng nhiều sản phẩm Mina mà tốn một cái số tiền không có nhiều thì hãy nhanh tay đặt khuyến mãi nha. Và bên spa cũng vậy, các liệu trình voucher được giảm giá, voucher hạn sử dụng được 1 năm, và các liệu trình giảm giá thì chỉ có tới hết ngày mai nữa là hết rồi. Vì vậy nếu như bạn nào bỏ lỡ mà nó là tiếc nữa là Na không kéo dài được thêm đâu. Cho nên là các bạn hãy nhanh tay mua voucher cũng như để làm đẹp, cũng như là dưỡng da nha. Cả nhà có thể thấy á, là tóc của Na rất là nhanh dài, mặc dù là bầu bì sinh 2 em bé xong cũng có rụng tóc á, chứ không phải không đâu, bởi vì hầu như ai sinh xong đều phải bị rụng tóc hết, vì cái nội tiết tố trong cơ thể thay đổi thiếu hụt, và những cái lượng dưỡng chất cần thiết thì cũng thiếu hụt rất là nhiều. Cho nên là cái vấn đề chăm sóc mà để mà mái tóc được bồng bềnh đẹp thì các bạn nhớ tham khảo thử cái kem ủ tóc Bina nhé. Khi mà các bạn dùng kem ủ tóc Bina thì tha hồ mà uống dưỡng nhuộm làm đủ kiểu tóc thì cái tóc của mình nó vẫn rất là đẹp. Hôm nay thì Na sẽ chia sẻ một xíu trước khi mà Na tắt cái livestream. Thì 28 sản phẩm của Na không có sản phẩm nào đụng hết, sản phẩm nào cũng độc lập, và về mỗi cái thì sẽ có một cái tính năng riêng. Tuy nhiên thì
tầm này quan trọng nhất vẫn là dưỡng da mặt và da body cho da đẹp, cho nên là các bạn nhớ ưu tiên nha, ưu tiên vào những cái sản phẩm này sẽ rất là tốt cho da của mình. Nếu như da bị mụn, khuyên chân thành là nên điều trị mụn trước, bởi vì nếu như da bạn đã bị mụn rồi thì bạn có dưỡng da như thế nào thì cái làn da nó vẫn sẽ không có đẹp, cho nên là mình sẽ ưu tiên điều trị mụn trước, sau đó thì mới dưỡng da sau nhé. Có bạn nào có muốn tư vấn tương tác với Na hỏi về sản phẩm nào không? Hiện tại thì hôm nay đợt trước á, thì sữa rửa mặt thảo mộc thiên nhiên bên Na cùng với kem chống nắng bán rất là chạy, cháy hàng, thì Na sẽ dựa vào cái sản phẩm nào bán chạy và dựa vào cái độ thu hút khách hàng, cái độ tin dùng và hài lòng khách hàng, cái độ chạy của sản phẩm nào đó thì Na sẽ, trong 28 sản phẩm mà Na có thì Na sẽ nói về sản phẩm đó. Thì đợt này cái sản phẩm mà bán chạy hàng tiếp theo ngày hôm nay Na muốn nói tới là kem body serum whitening. Đây là một sản phẩm chủ chốt mà đã gần có mặt gần 5 năm trong cái list sản phẩm của Mina Beauty rồi. Và bật mí là sau này sẽ có những sản phẩm của Na, những sản phẩm cũ sẽ được cải tiến tốt hơn cả về chất lượng lẫn hình thức, tức là đã tốt thì nay sẽ càng tốt hơn, nhưng mà nó sẽ giữ giá thành, sẽ cố gắng không đổi để cho khách hàng được làm đẹp một cách tốt nhất. Thì cái sản phẩm kem body này nó là dạng serum, nó là ở dạng lỏng. Thường các body hiện tại trên thị trường á, các body hiện tại trên thị trường á thường á là sẽ có cái ở dạng cô đặc, tức là dạng kem cốt hoặc là kem đặc. Thì cái serum của Na nó sẽ ở dạng là kem dạng lỏng, dạng serum, dạng như dạng sữa vậy đó. Thì khi mà các bạn thoa lên nó rất là nhanh thấm, rất là mát, rất là thơm, rất là mịn và không có bị lộ vân kem, cũng như là không có bị chay bết kem ra quần áo, thì mình có thể tha hồ mình mặc những cái bộ đồ màu tối. Và nó thấm sâu vào da, vừa làm bật tông da lên ngay tức thì, và thấm sâu vào da, nuôi dưỡng da, không những như là giúp da bạn trắng mà rất là khỏe, rất là mịn và chống lão hóa cho da nữa, chứ không phải nó rất là mướt mịn, chứ không phải là chỉ trắng nhưng mà trắng bệch hoặc trắng yếu ớt, thiếu sức sống nha, cũng không có bào mòn gây hại da gì hết. Thì Na đã có sản phẩm này hơn 5 năm rồi, thì những ai đã dùng sản phẩm của Na thì sẽ hiểu được là Na không hề quảng cáo sai với sự thật, mà sản phẩm của Na là khi các bạn có ngưng dùng đi chăng nữa cũng không gây ảnh hưởng tác dụng phụ hay là phụ thuộc nhé. Linh ơi, Nga không có đem sản phẩm về Quảng Ngãi nữa, bởi vì ở Quảng Ngãi hiện tại thì chỉ có ba mẹ Nga thôi, mà bây giờ ở bên Nga có tới 28 sản phẩm lận, cho nên là khách hàng mà có ở Quảng Ngãi mua hàng á thì đều sẽ là chuyển khoản tiền kem cộng tiền phí ship trước, rồi bên Nga mới chuyển ship cái kem phay về bằng đường chuyển phát nhanh bằng bưu điện nha. Chứ còn bên Nga không có chuyển cái kem phay về Quảng Ngãi nữa, bởi vì không có ai bán, bởi vì tới 28 sản phẩm lận. Và nếu như mà Linh mua hàng thường xuyên trên 3 lần trở lên, từ 3 lần trở lên á, thì bên Nga có ship code, có nhận ship code cho khách hàng thông quan. Nhưng mà nếu như khách hàng nào mà bùng thì là sẽ không bao giờ bán hàng cho khách thông quan mà lại đi bùng ship code nữa. Nếu như mà Linh muốn đặt mua thì chuyển khoản tiền kem hoặc tiền phí ship rồi Nga chuyển phát nhanh về tận nhà cho Linh nha. Anh ơi,
Bật giùm em cái quạt ấy, nóng quá. Hoặc bật cái máy lạnh cũng được. Bật em cái quạt, cái máy lạnh với nóng quá. Hôm nay Na chỉ livestream ít thôi, Na nói về các sản phẩm xong rồi Na sẽ tắt liền. Na không có livestream dài dòng nữa. Thì sản phẩm tiếp theo mà Na muốn nói tới là sản phẩm nước hoa hồng, một sản phẩm chủ chốt ở bên Na thì đã được cải tiến rồi và sẽ nhưng mà vẫn giữ được những cái công dụng và chất lượng của sản phẩm, nhưng mà cải tiến sản phẩm để mà giữ được lâu hơn. Cho nên là nếu như mà bạn nào thích thì nên thử tham khảo thử cái sản phẩm tông nên nước hoa hồng Bina nha. Vì đây là cái sản phẩm mà hoàn toàn từ thiên nhiên, không cầu. Thì khi các bạn nói là các bạn không biết cách nào để mà phân biệt nước hoa hồng có cầu và không cầu, thì cách đơn giản là các bạn sẽ thoa lên vùng mắt và vùng môi. Thì đây là hai vùng nhạy cảm nhất của da. Nếu như vùng mắt và vùng môi không bị cay rát thì cái sản phẩm đó là không có cầu. Còn nếu như bị cay rát thì sản phẩm đó có cầu nhé các bạn. Mà thực chất á, là sản phẩm có cầu á, nó sẽ là diệt khuẩn, nhưng mà sản phẩm có cầu thì nó không có tốt cho cái những cái vùng da nhạy cảm, và nó thực chất á, là nó cũng sẽ không tốt bằng những cái sản phẩm mà không cầu thì nó sẽ tốt hơn. Cho nên là nếu như bạn nào đang dùng nước hoa hồng mà có cầu mà cảm thấy bị rát, xót da thì hãy chuyển sang sử dụng những cái sản phẩm mà nước hoa hồng không cầu nha. Xin lỗi, bị cái tật quen tay vuốt vuốt tóc, con gái là thích vuốt vuốt tóc. Na rất là thích tóc ngắn vì rất là cá tính, nhưng mà cái khuôn mặt của Na nó dài á, cho nên là không có phù hợp với tóc ngắn chút nào hết, chỉ có để tóc dài được thôi. Và để tóc dài thì nó bồng bềnh và mình có thể tạo được rất là nhiều kiểu. Ok, em cảm ơn chị Hà nha. Tiếp theo thì ngoài sản phẩm Key Body và sản phẩm nước hoa hồng ra thì còn rất rất là nhiều trong 28 sản phẩm của Nana muốn nói, bởi vì thực sự là sản phẩm nào cũng tuyệt hết, sản phẩm nào cũng tâm đắc hết. Cho nên các bạn mà quan tâm thì inbox cho Nana liền nha. Nhưng mà cái sản phẩm mà hiện tại Na dành thời gian nói thì Na sẽ nói về sản phẩm, những sản phẩm mới đi. Đó là những cái set để mà các bạn tắm dưỡng trắng ở nhà, là từ matcha tinh nghệ và từ bột thảo mộc hoa khô. Thì đây là những cái set rất là tuyệt vời, các bạn có thể tham khảo nha. Và cả thảo dược nữa. Thì cuối năm mà nếu như ai muốn xông hơi á, hoặc là tắm để mà thanh tẩy, tẩy uế cho cơ thể, để cho cơ thể nó tẩy sạch những cái điều bụi bẩn và đem lại những cái may mắn, thì cảm ơn mọi người thả tim, thả like cho Na nha. Thì tham khảo cái thảo dược xông hơi của Na nhé. Nhà này bạn nào mà có con nhỏ muốn tắm hay tắm ngâm mình nước nóng và muốn giải cảm, hạ sốt, muốn phòng chống những cái bệnh vặt của con nít thì tham khảo luôn cái thảo dược thuốc nam bên Na nhé. Hai em Dung Lê cảm ơn em nha. Mặt xinh nhưng mà không phải là cái khuôn mặt của chị nó kén tóc lắm, chứ không phải là tóc nào cũng hợp đâu. Cái khuôn mặt của chị là tóc dài hợp, còn mà chị để tóc ngắn nhìn nó kỳ cục lắm, bởi vì chị hơn nữa là do chị cao, chị ốm á, chị cao gần 1m7, 1m69, 1m7, cho nên là nếu như mà chị để tóc ngắn nhìn nó không có được đẹp. Tại khuôn mặt chị nó dài nên chị chỉ để được tóc dài thôi. Nhưng mà thực chất thì tóc dài mình sẽ làm được nhiều kiểu hơn là tóc ngắn. Quan trọng là tóc nó, tức là tóc chị nhuộm rất là nhiều lần, nhưng mà em nhìn nè, nó rất là mảnh và nó rất là mướt, nó không có bị khô sơ rối nhiều, thì và cũng không bị rụng tóc lúc sau sinh. Thì đó là do mình dưỡng những cái sản phẩm tốt. Hai Khánh, lâu quá mới thấy Khánh nha. Lâu lắm rồi không gặp.
Cảm ơn Khánh đã khen nha. Dạo này Na ở trong Sài Gòn mấy năm rồi ta, hình như là 2 năm rồi, 2 năm rồi không gặp Khánh. Từ 2015 tới giờ Na mang bầu em bé thứ hai trong này, rồi sinh trong này, rồi làm spa trong này, nên là chỉ có Tết hoặc là những dịp hè gì đó thì mới về Quảng Ngãi thôi. Cảm ơn em Nhung Lê nha. Nóng quá đổ mồ hôi cái là tóc nó bết, là có bị cái bệnh vuốt tóc, vuốt tóc. Chị hả? Không phải đâu em, người ta thường nói á là tốt che xấu khoe, à tốt khoe xấu che, tức là mình con người mình có cái gì đẹp đẽ á thì mình sẽ khoe ra, còn những cái xấu thì mình sẽ che giấu lại. Cho nên là không, nói chung là một người nào cũng sẽ có những cái điểm hoàn hảo và có những điểm không hoàn hảo, không có ai hoàn hảo 100% hết. Cho nên là em khen chị thì chị cũng cảm ơn, nhưng mà nói chung là chị không phải là cái gì cũng 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 tốt đẹp hết, chị phải phải thừa nhận là như vậy. Cảm ơn Khánh nha, tại bởi vì mình cuộc sống của mình toàn tiếp xúc với những người đẹp nè, những người biết làm đẹp nữa, nên là mình phải cố gắng thôi. Ở Quảng Ngãi thì không biết như thế nào, chứ trong này ai cũng đẹp hết, đi ra đường là ai cũng lộng lẫy hết. Mà mình đã 2 con rồi mà mình không biết cách làm đẹp nữa, hoặc không biết cách chăm sóc bản thân nữa, là coi như là nhìn người khác là mình thấy mình thua kém dữ lắm. Nó cầm cái điện thoại cho nó gần, vì cầm xa quá thì không thấy gì hết, cho nên là nó hơi mỏi tay. Dạo này công việc ok không Khánh? Lâu quá rồi, nếu như mà Tết Tết mà công việc của Na không bận rộn quá nhiều mà Na về sớm thì sẽ ghé qua chỗ Khánh chơi nha. Dạ em cảm ơn chị Hà, tại cái nghề này là nghề của em mà, cái nghề làm đẹp là cái duyên nghề tới với em, cho nên là cái vấn đề chia sẻ là chuyện em phải làm thôi. Tại mình đẹp, mình cũng muốn là những người khác đẹp như mình. Thực chất á là em bị ghiền những cái kiểu như là biến một người từ xấu thành đẹp, giống như là em thích make up á, bởi vì những cái bạn mà những cái bạn giống như bạn Khánh á, bạn make up rất là đẹp, bạn làm bên những cái mà về đồ cô dâu á, quần áo đám cưới á, đồ đầm đám cưới và make up cô dâu, thì em thích cái khuôn mặt mà từ từ xấu thì khi trang điểm make up lên thì rất là đẹp. Cũng như vậy thì khi mà điều trị khách ở spa của em á, em cũng thích những cái khuôn mặt mà từ xấu, ví dụ như là từ bị mụn thâm này nọ, em sẽ giúp cho họ đẹp lên, giúp cho khách hàng của em đẹp lên. Cho nên là cái nghề làm đẹp là cái nghề mà em rất là yêu thích. Và hiện tại ở cái thị trường mỹ phẩm hiện nay á, thì quá nhiều đi. Sản phẩm tốt cũng rất là nhiều, nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái sản phẩm có thể là chưa thực sự mang lại những cái hiệu quả cho khách hàng. Cho nên là em mong muốn là có thể một phần nào đó đem những sản phẩm tốt đến cho khách hàng của em, để có thể giúp điều trị được những cái tình trạng khuyết điểm và cải thiện cho làn da đẹp hơn.
hoa tóc hồi nãy nó phồng 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 lên đẹp, mà bây giờ nó bị đốm hoa quá, nó xuống mất rồi. À, có một điều này, nếu như ai xem livestream của Na thì Na cũng nói luôn là cái Facebook của Na từ năm 2015, 16 gì đó thì nó bị một cái tình trạng là tự hủy kết bạn. Na không hủy, Na có tới khoảng 5.000 bạn bè và Na không thể kết bạn thêm. Và sau này thì Na đã có thể kết bạn thêm được rồi, nhưng mà đó là do Facebook tự hủy những cái người bạn của Na. Hầu hết hủy toàn là những người bạn thân quen của Na nè, khách hàng của Na, khách hàng hầu như là những khách hàng VIP đến spa của Na, mua mỹ phẩm của Na, chăm sóc da, nhưng mà kiểu giống như là ít like, ít tương tác với Na hay sao mà Facebook tự hủy cái bạn hết. Cho nên nếu bạn bè nào của Na, khách hàng nào của Na mà chúng ta bị hủy cái bạn unfriend thì đừng nghĩ xấu cho Na, mà hãy nhẹ nhàng add friend của Na lại, tức là kết bạn lại với Na, vì thực chất là Na không hề có hủy cái bạn đâu, mà là Facebook của Na nó bị tình trạng như vậy. Và cái kết nối, cái sự tương tác ở Facebook chính của Na nó ít hơn là cái Facebook mới. Na thấy là Na post cái gì trên Facebook mới, hoặc là ngay cả livestream hôm bữa ở trên Facebook mới á, thì cái độ tương tác nó cũng nhiều hơn là ở cái Facebook chính này, bởi vì cái sự tương tác nó bị Facebook hạn chế. Cầm thì có bạn nào mà muốn làm đẹp tóc thì nhớ quan tâm tới kem ủ tóc của Na nha. Bạn nào muốn điều trị mụn thì có thể tham khảo những cái sản phẩm điều trị mụn như kem trị mụn bên Na, kết hợp với tông Na nước hoa hồng, thiên nhiên không cầu, hoặc là có thể đến spa của Na để Na xem tình trạng da và đưa ra phác đồ điều trị. Thì bên Na sẽ có rất là nhiều phương thức và nhiều nhiều cái phương pháp để mà điều trị cho các bạn hết mụn, cũng như là thâm sẹo, lỗ chân lông to, tàn nhang vân vân, thì sẽ điều trị hết cho các bạn nhé. Và bạn nào có nhu cầu muốn làn da đẹp thì có thể tham khảo những cái sản phẩm dưỡng da như serum collagen, kem phay thảo dược cao cấp, kem body serum, sữa tắm trắng thanh hoạt tính, tẩy tế bào chết, mặt nạ thảo mộc thiên nhiên dưỡng da cao cấp, dưỡng trắng mịn da, điều trị mụn, hoặc là những cái sản phẩm bột, xếp bột thiên nhiên như matcha tinh nghệ, thảo mộc hoa khô, vân vân. Nhưng mà Na lưu ý là nếu như các bạn muốn mà da mình đẹp thì cái khâu quan trọng nhất là khâu vệ sinh da. Đối với Na thì cái khâu quan trọng nhất là khâu vệ sinh da. Nếu như cái khâu vệ sinh da không đẹp, không không sạch, không đúng quy trình thì cái da của mình nó sẽ còn bụi bẩn bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông, sinh ra mụn, và vì vậy thì cái nền da của mình nó không đẹp. Các bạn muốn một cái nền da, các bạn có thể thấy là da của Na, Na không có ngại. Na không biết những bạn khác livestream thì có ngại để sát cái khuôn mặt của các bạn ấy ở trên livestream không, nhưng mà Na không ngại. Các bạn có thể nhìn thấy Na Na đánh một cái lớp kem phay rất là mỏng, Na không có mụn đầu đen. Các bạn có thể thấy được nốt ruồi của Na luôn đó, và cái làn da nó không có bị mỏng, không có bị mỏng yếu, làn da nó rất là căng căng săn và chắc, không có bị mỏng yếu, không có bị mụn, không bị mụn luôn. Bởi vì nếu như bị mụn mà các bạn sẽ thấy sự gồ ghề của cái mụn lên, của mụn ẩn lên, nhưng mà không có. Thì nếu như bạn nào muốn có làn da đẹp như vậy thì cần phải chăm sóc da kỹ ở cái khâu vệ sinh da. Khi mà cái khâu vệ sinh da sạch kỹ rồi thì muốn dưỡng da như thế nào cũng ok hết. Thì khâu vệ sinh da sẽ luôn luôn sẽ có 3 bước là dầu tẩy trang, sữa rửa mặt và tông nền nước hoa hồng. À, ai mà muốn có hàng lông mi dài, không cần phải tốn thời tiền đi nấu mi, cảm giác khó chịu, hoặc là không phải tốn tiền đi
không phải gắn mi giả mà vẫn được đôi mắt lung linh thì xài dưỡng mi nha, tính chất dưỡng mi từ các loại dầu như dầu argan nè, dầu ô liu, dầu dừa vân vân cũng sẽ giúp cho bạn dưỡng mi rất là tốt. À thôi, hôm nay Na sẽ livestream tới đây thôi. Vì Na có công việc Na phải đi nữa. Tầm này Na khá bận, Na chăm khách ở spa xong thì Na sẽ phải đi có một vài công việc nữa. Thì livestream đến nay để mà cho các bạn nhìn da, để các bạn có động lực. Các bạn nhìn da của Na, các bạn ghét cũng được, các bạn ganh tị cũng được, các bạn thích, yêu thích cũng được. Yêu thích thì càng tốt, mà nếu như ghét mà muốn hơn Na cũng được. Để các bạn cố gắng có làn da đẹp. Bởi vì thực chất là làn da đẹp các bạn sẽ rất là tự tin, và cái khuôn mặt mình nó cũng sẽ sáng hơn. Người ta thường nói là mặt tiền sáng lạn thì tiền tài sẽ vô, thì lộc sẽ nhiều. Cho nên là các bạn nhớ dưỡng cái mặt tiền của mình cho đẹp nha. Và sẽ tham khảo những cái sản phẩm bên Mina cũng như là đến spa của Na để chăm sóc da nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem livestream. Na sẽ gắng thường xuyên dành thời gian livestream chia sẻ. Bởi vì bây giờ 28 sản phẩm rồi, không biết phải chia sẻ từ đâu. Vì nếu như mà một ngày chia sẻ 28 cái sản phẩm thì một cái livestream chia sẻ 28 sản phẩm thì quá nhiều. Thì cái sản phẩm nào mà bán chạy, bán được nhiều thì Na sẽ livestream chia sẻ mỗi ngày 2 cái sản phẩm. Thì hôm nay sẽ là kem body và toner nước hoa hồng nha. Và tham khảo thêm cái dầu tẩy trang bên Na nữa, vì nó giúp cho những bạn nào mà thích make up như Na hoặc là make up mạnh đậm hơn nữa, thì tẩy trang rất là nhanh, chỉ trong vòng từ 3 đến 5 phút đã tẩy trang khắp được khuôn mặt, tẩy trang sạch mà không làm mất đi được lượng dầu thừa trên da, cũng không làm ma sát khiến cho da bị tổn thương nhé. Bye bye cả nhà.